Tối ngày 7 tháng 2, trong quá trình tuần tra kiểm soát khu vực nội thị, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện xe khách chạy tuyến Thái Nguyên - Lâm Đồng của nhà xe Văn Chừng vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông theo Nghị định 46 của Chính phủ. Tuy nhiên, nhà xe cũng như hành khách đã có thái độ gây cản trở lực lượng chức năng, gây mất an ninh trật tự trong khu vực. Tối qua, khi đang tuần tra dọc tuyến đường Phan Chu Trinh - Hùng Vương, tổ công tác của Cảnh sát Giao thông thành phố Đà Lạt đã phát hiện xe ô tô 20B-01224 do tài xế Nguyễn Văn Hoàng, sinh năm 1980, thường trú tại xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang điều khiển, đang trả khách ngay tại cây xăng số 19 đường Hùng Vương, trong nội thị thành phố, khu vực không được đón trả khách. Tổ công tác đã yêu cầu tài xế tắt máy, xuống xe, xuất trình các giấy tờ liên quan. Tuy nhiên, nhà xe cũng như hành khách đã có thái độ gây cản trở lực lượng chức năng, gây mất an ninh trật tự, kéo theo đám đông hiếu kỳ xung quanh khu vực này. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, lực lượng cảnh sát giao thông Đà Lạt đã ôn hòa giải thích về hành vi vi phạm của nhà xe và tài xế, tiếp tục yêu cầu xuất trình các giấy tờ liên quan để kiểm tra, đồng thời huy động lực lượng cảnh sát 113 và công an địa phương để đảm bảo an ninh trật tự. Đến 21 giờ cùng ngày, nhà xe và tài xế mới chấp nhận xuất trình các giấy tờ liên quan để lực lượng chức năng kiểm tra. Biên bản của cảnh sát giao thông lập tại hiện trường cho thấy tài xế xe Văn Hoàng vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, không có lệnh vận chuyển, trả khách không đúng nơi quy định, không chấp hành yêu cầu kiểm tra kiểm soát của người thành công vụ về các giấy tờ liên quan đến người và phương tiện. Sau một tiếng đồng hồ tiếp tục tranh cãi và đối lý trước những chứng cứ vi phạm, hình ảnh của ngành chức năng cung cấp, sự bất bình của người dân trong khu vực, đến 22 giờ đêm, tài xế Nguyễn Văn Hoàng mới chấp nhận ký vào biên bản vi phạm. Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Lạt đã tạm giữ các giấy tờ liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Các mô tô bị tạm giữ đều không có giấy tờ hợp lệ, đã được tháo ráp, độ chế, thay đổi thiết kế ban đầu. Phần lớn các xe đều được thay đổi hệ thống phanh, lốp, còi, đèn chiếu sáng. Nhiều chiếc chỉ còn bộ khung sắt, mặt nạ xe,